have you seen Xin? Chào mừng các bạn đến với channel của quý anh Xin. Và hôm nay hãy cùng theo chân mình để biết những hoạt động thường diễn ra trong một ngày của mình nhé. Là một fashionista thì mình luôn phải tạo nhiều dáng chụp hình để tôn lên những kiểu outfit khác nhau. Quay clip TikTok cực ngầu. Thực hiện series vlog Xin chia sẻ nhiều content hấp dẫn. Xuất hiện trên trang bìa tạp chí với những lúc hình ấn tượng. Tại sao dù bận rộn là thế nhưng mà Xin vẫn luôn tự tin và dành thời gian yêu chiều bản thân? Mọi người thắc mắc bí quyết là gì đúng không? Đó là Xin luôn chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhất. Sau một ngày dài làm việc trở về nhà, chill cùng nhạc lo-fi, thắp lên mùi hương yêu thích, rửa trôi muộn phiền, mình sẽ đặc biệt sử dụng kem khử mùi Dove Serum Collagen để chăm sóc vùng da dưới cánh tay mà chúng ta hay lãng quên khi skin care mỗi tối. Chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao lại là buổi tối sau khi tắm đúng không? Đây là bí quyết khác biệt của Xin. Kem khử mùi Dove Serum Collagen không chỉ là sản phẩm khử mùi đơn thuần mà còn giống như một dạng sữa dưỡng thể cho làn da dưới cánh tay đấy. Kem khử mùi Dove Serum Collagen với kết cấu siêu phân tử serum đủ nhỏ để thẩm thấu sâu và nuôi dưỡng tới 20 lớp biểu bì nên cũng khô nhanh gấp 2 lần chai lăn thường. Làn da dưới cánh tay của Xin đều màu sáng mịn như thế này chỉ sau 14 ngày cùng hiệu quả khử mùi suốt ngày dài để cứ nghe Xin hoàn toàn tự tin mọi lúc. Từ giờ hãy cùng Xin thực hiện nghi thức chạm mây trước khi ngủ cùng nhạc lo-fi, nến thơm, thiền hoặc là tắm chill như trên mây và kem khử mùi Dove Serum Collagen cho da cánh sáng mịn, nhẹ tựa như mây nhé.